in ảnh ngày cưới, bạn chọn truyền thống hay hiện đại? Với lựa chọn truyền thống thì mọi người sẽ thường rửa hoặc là in ảnh những cái tấm ảnh đơn lẻ như thế này với kích thước phổ biến là 13, 18 hoặc là 10, 15. Sau đó mình sẽ cần mua thêm một cuốn album lồng hình như thế này. Với một cuốn album lồng hình thì mình lồng được tối đa chỉ là 200 ảnh. Nhược điểm lớn nhất của cái album lồng hình như thế này là mình chỉ có thể để hình theo một cái hướng nhất định. Có nghĩa là trong ngày cưới mình sẽ có những cái hình ngang và những cái hình dọc, nhưng mà khi lồng vô cái album đó thì mình chỉ có thể lồng theo một hướng và nó sẽ không có thẩm mỹ. Một cái nhược điểm khác của cái album này á, là chỗ những cái đường phân chia như thế này thì nó sẽ rất là dễ bị bong tróc, nó không có chắc chắn. Thì khi trong trường hợp nhà mình có trẻ nhỏ hoặc là những người không khéo tay á, để mình lồng hình vào quá mạnh hoặc là mình lỡ trốn thì cái đường này dễ rách ra. Rồi, nhưng đổi lại ưu điểm của cái phương pháp mà in hình ngày cưới này thì mình sẽ có một cái chi phí, một cái giá thành mình sẽ trả rất là thấp. Album lồng hình này á, mình có thể tùy ý thay đổi hình ảnh theo ở bất kỳ vị trí nào mà mình muốn và bất kỳ lúc nào. Và đặc biệt hơn là nó sẽ mang thêm một cái giá trị truyền thống cho hình ngày cưới của mình. Mọi người muốn in ảnh ngày cưới theo một cái phong cách hiện đại hơn á, thì chúng ta có thể làm một cuốn photobook như thế này. Điểm khi mà mình in ảnh ngày cưới bằng photobook á, thì sẽ cho ra cái chất ảnh nó xịn hơn, vì cái cuốn photobook này được sẽ làm bằng từ cái chất giấy cao cấp và cái mực in cao cấp nhập khẩu từ Nhật. In ảnh ngày cưới bằng photobook mình có thể thiết kế, mình có thể dàn những cái hình ngang và những cái hình dọc chung một cái trang hình như thế này, nó đẹp mắt và nó thẩm mỹ. Trang giấy của cái photobook ngày cưới thì nó rất là mỏng. Một cuốn photobook ngày cưới như này có thể in tới 100 trang và mỗi trang in được tối đa là 5 hình. Tổng cộng là in được nhiều nhất là 500 hình trong một cái cuốn photobook ngày cưới như thế này. Nhưng bù lại, sau khi mình thiết kế xong á, hình của nó sẽ là cố định luôn và sẽ không thể thay hình được như cái cuốn album lồng hình khi nãy, và cái giá thành của nó sẽ là cao hơn. Vậy thì bạn chọn in ảnh ngày cưới theo cách nào?